chào quý vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin thời sự buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Winmed Việt Nam vừa tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ cao và sự lựa chọn hoàn hảo trong thẩm mỹ nội khoa và ngoại khoa. Nhiều nội dung đã được trình bày như kiến tạo đường nét cơ thể bằng lực tia nước, hút lọc kế mở tự thân trong một quy trình khép kín, những tai biến có thể gặp trong laser thẩm mỹ, cách đề phòng và khắc phục, trẻ hóa da của PRP kết hợp mesotherapy. Các chuyên gia còn giới thiệu công nghệ hút kế mở tự thân BodyJet là phương pháp hút mỡ hiện đại, sử dụng áp lực tia nước bóc tách và hút đồng thời tế bào mô mỡ, an toàn và hiệu quả hiện nay. Là một cái hệ thống lọc cái mỡ sống, đồng thời là để cấy trực tiếp lại đối với cơ thể của chúng ta luôn. Công nghệ BodyJet hút bằng nước nên mà cái an toàn đối với cái tế bào mô mỡ. Cái thứ hai nữa là cái lọc của tế bào mỡ thì nó sống lên đến khoảng 90%, rất hiệu quả và tối ưu hơn các cái công nghệ bình thường. Công nghệ BodyJet được nghiên cứu lâm sàng và phát triển bởi HumanMed của Đức đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện Winmed Việt Nam đang là đơn vị phân phối và triển khai ứng dụng công nghệ tại nhiều bệnh viện và cơ sở thẩm mỹ viện ở Việt Nam.